Hello, xin chào anh em các bạn quay trở lại với kênh Cây Sim. Sau vài ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, hôm nay mình quay lại để gửi đến anh các bạn một sản phẩm đó là Yamaha Diesel Toyota các bạn nha. Đây là một dòng máy rất là quen thuộc, đó là Toyota Yamaha 13T với công suất 117 PS và vòng tua là 3100 tua. Thì em này đang sở hữu một body tương đối khá đẹp thôi, không phải là đẹp lắm. Thì ở phần trên là bị hơi cấp C, tuy nhiên bên hông thì cũng khá là tuyệt vời các bạn nha. Hộp số em này đang sở hữu là 2 tua 54, rất là chuẩn các bạn nha. Nói về cao tốc tải thì em này là một là rất dòng là đẳng cấp các bạn nha, rất là đẳng cấp. Với body nhỏ gọn và còn đặt công suất cũng khá là tuyệt vời, thì em sẽ sử dụng cái xương hàng gió các bạn, cái xương hàng gió để tăng cái tăng áp lên cho cái động cơ, với body khá gọn các bạn nha, body khá gọn và các bạn đang xem cái tiếng nổ ra anti rất là tuyệt vời các bạn. Các bạn xem hình ảnh video trực tiếp mình quay rất là trực quan các bạn, để bạn theo dõi. Cần hỗ trợ tư vấn gì các bạn cứ alo qua hotline giúp mình 0903 070753 để hỗ trợ anh em các bạn toàn quốc như vậy nha. Nếu anh em muốn sở hữu một em Toyota Yamaha, xin liên hệ hotline giúp mình 0903 070753 để phục vụ anh em các bạn nha. Chúc anh em những ngày đầu tuần sau lễ thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng để chiến đấu trong công việc, sẵn sàng phục vụ anh em các bạn toàn quốc. Những phụ tùng anh em đặt hàng cứ inbox giúp mình nha, cho những thông số càng chi tiết thì cái độ chính xác phục vụ cho anh em các bạn thì càng cao hơn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.